Sáng nay, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tổ chức gặp mặt tôn vinh các hội viên tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023. Thời gian qua, cùng với những thuận lợi là những khó khăn, thách thức đan xen. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Tổng cục Chính trị mà thường xuyên trực tiếp là của Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm, Liên chi Hội Nhà báo Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã chỉ đạo các chi hội nâng cao đồng đều chất lượng các chương trình phát thanh quân đội trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, truyền hình quân đội trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, các chương trình trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Trung tâm đã đi đầu, thực hiện tốt vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận, không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ toàn quân và nhân dân về các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, xây dựng chỉnh đốn đảng và nhất là nhiệm vụ quân sự quốc phòng và hoạt động của lực lượng vũ trang. Các hội viên của Liên chi hội đã khắc phục mọi khó khăn, xung kích, sáng tạo trên mọi mặt trận, sẵn sàng dấn thân vào những nơi khó khăn, gian khổ, vùng sâu, vùng xa, vùng thiên tai dịch bệnh để có những thông tin nóng hổi, sinh động nhất, phục vụ công chúng. Đặc biệt trong năm 2022, Liên chi hội đã đạt nhiều giải thưởng tại các giải báo chí trong và ngoài quân đội. Trong đó có một giải B, một giải C, một giải tập thể xuất sắc, giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng, Búa Liềm Vàng lần thứ 7 năm 2022, một giải nhì, một giải ba, giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 8, một giải vàng, một giải bạc, hai giải đồng, một giải khuyến khích, liên hoan phát thanh toàn quốc. Một giải vàng, một giải bạc, ba giải khuyến khích, liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41. Gần đây nhất, Trung tâm tiếp tục giành một giải A và một giải C, giải Diên Hồng lần thứ nhất, cùng hai giải B, giải báo chí quốc gia năm 2022. Xác định con người là trung tâm của sự phát triển, Liên chi Hội Nhà báo Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội luôn tích cực cử hội viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, xây dựng đội ngũ nhà báo chiến sĩ có chuyên môn, nghiệp vụ cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, kỷ luật nghiêm và luôn có tinh thần đổi mới, sáng tạo không ngừng.